Xin chào quý bạn và các vị. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Video Wedding, kênh chuyên về chia sẻ những vấn đề liên quan đến tổ chức đám cưới. Chắc từ trước tới giờ nếu mà những ai quan tâm đến đám cưới thì cũng biết là trong ngành cưới thì cũng có rất là nhiều từ mình đã phải mượn từ nước ngoài, hoặc là những cái khái niệm mà mình học theo từ nước ngoài chứ không hoàn toàn là từ Việt Nam. Đặc biệt là từ ngày xuất hiện Wedding Planner và những cái bạn muốn sử dụng các cái dịch vụ của Wedding Planner. Vì vậy ngày hôm nay mình muốn làm clip này để chia sẻ với mọi người những cái thuật ngữ chuyên ngành trong đám cưới. Mời mọi người cùng theo dõi. Đầu tiên là vow, có nghĩa là lời thề nguyện. Tức là trước khi bắt đầu đám cưới thì sẽ có một cái lễ nhỏ gọi là lễ đọc vow. Cô dâu chú rể sẽ viết ra những cái lời thề nguyện dành cho nhau và trao cho nhau đọc ở trên sân khấu trước sự chứng kiến của một số bạn bè thân thiết và người thân trước khi tiệc cưới diễn ra. Altar có nghĩa là cái nơi mà hai vợ chồng sẽ cùng nhau đọc lời thề vow. Bouquet và boutonniere có nghĩa là bó hoa cưới và cái hoa nhỏ để cài áo chú rể. Canapé có nghĩa là cái gọi là cái món ăn nhỏ, hoặc là có thể gọi là finger food, tức là cái món mà thường mọi người sẽ dùng tay cầm một miếng, cái miếng nhỏ thôi để có thể ăn vừa miếng, có thể thưởng thức trước tiệc cưới cùng với tiệc cocktail. Candle có nghĩa là nến, và trong cái khái niệm nến thì nó có ba cái loại khác nhau mà chúng ta cần biết. Đầu tiên là votive candle. Votive candle là loại nến nhỏ. Loại thứ hai là taper candle, là một loại nến mà rất là hay sử dụng trong đám cưới, là loại nến que nhỏ. Loại nến này không tự đứng được mà bắt buộc phải cắm vào các cái chân nến. Loại thứ ba là pillar candle. Pillar candle có nghĩa là cái loại nến trụ. Nến trụ thì có đường kính to hơn. Đường kính thường cái loại này nó sẽ khoảng từ 4 phân đến 4,5 phân. Thường để cho đẹp thì có thể hay đặt trong bình thủy tinh. Celebrant là người chủ lễ hoặc là chủ hôn, là người sẽ phát biểu trong cái lễ vow của hai bạn, và là người sẽ phát biểu cái câu nói là hai bạn đã chính thức trở thành vợ chồng. And Helen are now husband and wife. Jimmy, make this your bride. Centerpiece tức là một cái thiết kế hoa, có thể đặt trong bình, trong trụ, trong lọ, hoặc là cắm thẳng ở dưới, đặt trên mặt bàn để đặt ở giữa bàn tiệc. Bao giờ nó cũng ở chính giữa của bàn tiệc, vì vậy mà trong đấy nó có cái từ center. Charger. Charger ở đây nhưng không có phải là cái cục sạc đâu anh em nhá. Cái này chính là một cái gọi là đế ở dưới cùng bộ setup đĩa ăn ở trên bàn tiệc. Plateware có nghĩa là một cái bộ setup dao, nĩa, đĩa ăn, tất cả mọi thứ liên quan cho một người ở trên cái vị trí bàn tiệc của họ, thì sẽ bao gồm charger này, các loại đĩa đựng thức ăn này, các loại dao nĩa này, khăn ăn, ly nước suối, ly uống rượu, uống nước ngọt, bát và thìa để ăn súp. Menu có thể có quà cưới. Cocktail có nghĩa là cái khoảng thời gian mà dùng tiệc cocktail trước khi tổ chức đám cưới sẽ được phục vụ cùng với đồ ăn nhẹ như cái ở trên mình nói. Coordinator có nghĩa là người điều phối tiệc cưới. Khác với wedding planner là có thể theo bạn toàn bộ trong quá trình tiệc cưới, thì wedding coordinator điều phối toàn bộ trong cái ngày diễn ra tiệc cưới và ở địa điểm diễn ra tiệc cưới. Đối với những bạn có không có nhiều ngân sách và vẫn muốn cái tiệc cưới của mình được diễn ra hoàn hảo và được đảm trách bởi những người có trách nhiệm, thì có thể chỉ cần thuê wedding coordinator trong cái ngày cưới của mình thôi là được rồi. Destination wedding. Đây là một cái khái niệm mà bây giờ đã không còn xa lạ đối với rất là nhiều cặp đôi của Việt Nam. Tức là một cái tiệc cưới ở phương xa, hay gọi là một cái tiệc cưới du lịch, nơi mà tất cả các quan khách lẫn cô dâu chú rể sẽ cùng di chuyển đến, thường là ở một cái vị trí khá là xa so với nơi ở của họ. Ngoài ra nếu mà với những bạn không có điều kiện để đi quá xa ấy, thì có thể nghĩ đến destination wedding, nhưng ở một cái địa điểm mà gọi là ở ngoại thành thành phố, hoặc là cách thành phố khoảng một vài chục cây số, thì đấy cũng là một cái ý rất hay để thay đổi không khí và làm cho cái tiệc cưới của mình nó trở nên đặc biệt hơn ở một cái không gian giữa cây cối thiên nhiên. Thì đấy là một cái mà mình thấy là cũng mọi người nên cân nhắc. Intimate wedding là một cái đám cưới thân mật, chỉ bao gồm những cái người bạn thân thiết của cô dâu chú rể, và được diễn ra một cách không quá ồn ào phô trương. Một cái intimate wedding thì thường là có cái số lượng khách mời giới hạn khoảng dưới 75 người. Elopement wedding là một cái đám cưới bí mật mà chỉ có cô dâu chú rể, và nếu mà có thể thì có thêm một vài người bạn thân thiết và gia đình, nhưng mà số lượng rất là hạn chế, thường chỉ tập trung vào cái phần nghi lễ và cái phần đọc vow của cô dâu chú rể, không quá tập trung vào cái phần gọi là ăn tiệc hay mọi thứ đề co quá nhiều, quá phức tạp. Tìm hiểu về cái elopement wedding này cùng với bạn founder của Kiba Wedding là Hà Kim Bằng, mọi người có thể xem tìm trên ở cái link góc trên này nhá.
welcome bags, là một cái túi nhỏ hoặc là một cái hộp nhỏ đựng tất cả những cái đồ mà tặng cho khách mời. Cái này là một cái khái niệm mà thường dành cho những cái bạn tổ chức destination wedding, đi một quãng đường xa đến cái tiệc cưới, và thường tiệc cưới là diễn ra ở ngoài trời. Chính vì vậy mà trong một cái túi, một cái hộp đồ welcome bags này thì sẽ có rất là nhiều thứ, ví dụ như là chai nước suối, quạt giấy hay là kem chống nắng, một ít đồ ăn nhẹ. Đấy, có rất là nhiều những thứ nhỏ đấy. Và quan trọng nhất là không thể quên một cái thiệp nhỏ cảm ơn các cái vị khách mời đã đến tham gia cái tiệc cưới của mình. Cái điều này thể hiện một cái sự gọi là cẩn thận tỉ mỉ cũng như là tấm thịnh tình của cô dâu chú rể đối với các khách mời của mình. Khái niệm tiếp theo là escort card display, tức là một cái giống như là một cái bảng để mà đặt tất cả cái card. Mỗi cái card đấy là một cái vị trí của khách mời ở trên cái sắp xếp cái bàn tiệc. Thì thật ra cái này ở Việt Nam thì thường hay không áp dụng cái này, mà nếu mà áp dụng thì có thể thay bằng một cái table layout này để sắp xếp các cái vị trí bàn theo các vị trí khách mời. Còn trên mỗi cái bàn đấy thì vị trí của khách mời trên cái bàn đấy thì có thể linh hoạt hơn, chứ không cứ là phải sắp xếp chính xác là mỗi khách mời vào từng cái vị trí, thì như thế nó sẽ hơi khó. Đặc biệt là với những cái tiệc cưới của Việt Nam là số lượng khách mời rất là nhiều. Còn với cái escort card display này thì là có thể phù hợp với những cái tiệc cưới nhỏ xinh, số lượng khách mời ít. Tiếp theo là favor, quà cưới. Quà cưới là một cái khái niệm mà cũng khá là nhiều bạn bây giờ sử dụng rồi, tức là một cái món quà nhỏ để gửi cảm ơn khách mời sau khi đã tham gia tiệc cưới của mình. First look. First look là một cái khoảnh khắc mà gọi là chú rể lần đầu tiên được nhìn thấy cô dâu mặc chiếc áo váy cưới của mình. Cái này là ở nước ngoài là một cái mà nó rất là thiêng liêng, và cái khoảnh khắc này là một cái khoảnh khắc mà có thể là lấy nước mắt của cặp đôi. Nhưng mà có một cái đặc biệt thì là nếu mà muốn để diễn ra cái việc này ấy, thì tốt nhất là chú rể phải không được đi cùng cô dâu trong cái buổi đi thử váy, không thì lộ hết rồi đúng không? Và tất nhiên là kể cả có đi cùng ấy, thì mình nghĩ là cái khoảnh khắc mà nhìn cô dâu thử váy ấy, và cái khoảnh khắc mà nhìn cô dâu đầy đủ đã trang điểm rồi làm mọi thứ trong cái ngày lễ của mình ấy, thì tất nhiên là nó cũng sẽ khác nhau, cái cảm xúc rồi mọi cái nó cũng sẽ khác nhau. Đây sẽ là một cái khoảnh khắc rất là ý nghĩa trong bộ phim hoặc là bộ ảnh phóng sự cưới đối với cặp đôi. Tiếp theo là khái niệm photo booth. Photo booth là một cái khái niệm mà là một cái khu chụp hình, tức là cái một cái backdrop để đứng vào để chụp hình cho quan khách lúc trước khi diễn ra tiệc cưới và tiễn khách sau khi về. Nó là một cái hạng mục mà tương tự như là sân khấu trên đám cưới, nhưng mà cái hạng mục này thì sẽ đặt ở cái khu mà đón khách, ở ngay ở phía sảnh đón khách. Và khác với sân khấu là cái này là khách mời sẽ tập trung đứng chụp hình ở đây, chứ thường sẽ không lên sân khấu chụp với cô dâu chú rể. Aisle là cái đường dẫn đưa cô dâu chú rể đi lên trên sân khấu, là một đường dẫn mà hai bên sẽ trải hoa và nến rồi rất là nhiều thứ trang trí để đi lên sân khấu. Khái niệm fondant có nghĩa là một cái loại đường, gọi là một cái loại đường để mà phủ xung quanh ở phía ngoài của cái bề mặt của cái bánh cưới, là một cái loại vật liệu làm bánh cưới cao cấp. Tất nhiên là ngoài fondant thì còn có rất là nhiều cái loại vật liệu khác để có thể làm bánh cưới, nhưng mà fondant là cao cấp và đẹp nhất, cũng như là bảo quản được lâu nhất. Invitation suite có nghĩa là một cái bộ ấn phẩm in ấn dành cho đám cưới. Nó sẽ bao gồm rất là nhiều thứ, ví dụ như là thiệp cưới này, bản đồ chỉ đường này, menu, rồi là ASVP, thiệp cảm ơn đấy. Thì tất cả những cái thứ in ấn đấy liên quan đến một cái bộ thiệp của đám cưới. ASVP có nghĩa là một cái thiệp để gọi là phản hồi lại cho cô dâu chú rể, để viết để trả lời lại là mình có thể tham dự được tiệc cưới hay không. Cái này rất là quan trọng đối với những tiệc cưới mà số lượng khách mời không quá nhiều, và đặc biệt là ví dụ tiệc destination wedding. Save the date. Cái khái niệm này chắc là rất là nhiều người biết đúng không? Thì đấy là một cái khái niệm mà giống như là thông báo với tất cả mọi người biết về cái ngày cưới của cô dâu chú rể, để mọi người có thể biết cái ngày đấy là sẽ là dành cho cái tiệc cưới của cặp đôi và ghi nhớ cái ngày đấy lại. Pre-wedding. Pre-wedding là cái bộ ảnh cưới trước khi tổ chức đám cưới, giống như những cái bộ album truyền thống mà cô dâu chú rể ăn mặc đẹp và đi chụp ở ngoại cảnh hoặc là chụp trong studio. Đây là một cái khái niệm rất là phổ biến rồi đúng không? Journalist. Đấy là những cái khái niệm của quay phóng sự cưới hoặc là chụp hình phóng sự cưới. Đấy là những cái gọi là một cái phong cách quay phim hoặc chụp hình gắn liền với những cái khoảnh khắc của cô dâu chú rể một cách tự nhiên nhất, mà không phải là sắp đặt. Nhiếp ảnh gia hoặc là người quay phim là chỉ đứng phía ngoài và gọi là nắm bắt cái khoảnh khắc này thôi, chứ không tác động vào cái khoảnh khắc này, không sắp xếp và không tác động vào. Bridesmaid có nghĩa là phù dâu, là những người mà đi theo cô dâu trong cái ngày lễ cưới của mình, thường là khoảng vài người bạn thân nhất và ăn mặc đẹp, đồng phục với nhau, cùng đồng màu. Có thể là không cần thiết phải là kiểu váy giống y hệt nhau, nhưng mà chắc chắn là sẽ phải đồng màu và cùng chất liệu. Groomsman là những anh chàng phù rể.
chú rể ăn mặc suit thì các chàng trai này thì cũng phải diện nguyên một dàn suit rất là đẹp trai rồi đúng không? Mood board là một cái bảng gọi là tất cả những cái ý tưởng ban đầu để xây dựng để có thể lên một cái concept cho đám cưới. Nó sẽ bao gồm là từ ý tưởng này, hình ảnh tham khảo này, màu này, cô dâu chú rể cùng với wedding planner hay là designer có thể có những cái ý tưởng ban đầu để lên một cái thiết kế cho tiệc cưới. Bây giờ thì chắc ai cũng không lạ gì Pinterest là một cái trang web để có thể cập nhật và tham khảo rất là nhiều hình ảnh để làm mood board một cách rất là dễ dàng. Palette tức là một cái bảng màu mà cô dâu của chú rể có thể chọn để áp dụng cho cái đám cưới của mình. Cái phần trang trí không nhất thiết là chỉ dùng một màu hoặc hai màu mà nó có thể sử dụng khoảng 3-4 màu trong một cái bảng màu và sẽ có những cái màu chính, màu phụ để hỗ trợ cho nhau. Nosegay. Nosegay là một cái bó hoa nhỏ mini để dành cho các phù dâu. Trái ngược lại với cái bó hoa lớn của cô dâu là bouquet. Bouquet thì thường là có kích thước lớn, to, đẹp và nhiều loại hoa khác nhau. Out of town guest là những cái vị khách mời mà gọi là định nghĩa là những cái vị khách mời từ nơi xa đến. Với những cái cô dâu chú rể mà có bạn bè ở tỉnh khác hoặc thành phố khác hoặc là một đất nước khác đến tham dự tiệc cưới của mình thì đấy là những vị khách mời mà chúng ta rất là thân thiết, thường là bạn bè thân thiết từ lâu ngày hoặc là bạn học và đã phải đi một quãng đường rất là xa đến đám cưới của mình. Chính vì vậy mà những vị khách mời này sẽ thường là phải được đối xử một cách rất là trân trọng cũng như là được lo chỗ ăn chỗ ở trong quá trình diễn ra đám cưới. Processional có nghĩa là cái quy trình khi đi lên sân khấu. Thứ hai là có thể nói là những cái âm nhạc sử dụng khi trong cái quá trình đi lên sân khấu của cô dâu chú rể. Thì cái này thì nếu mà nói một cách đơn giản thì mọi người có thể thấy là như ở Việt Nam ấy thì cái quy trình cơ bản nhất thường hay là chú rể dẫn cô dâu đi lên sân khấu hoặc là bố cô dâu dẫn cô dâu đi lên sân khấu thì đấy gọi là cái processional. Sau đấy là hai bố mẹ cô dâu chú rể sẽ đi lên sân khấu cùng nhau. Nhưng mà có một cái ở Việt Nam mà hơi chán thì là cái âm nhạc mà sử dụng trong cái việc này ấy, thường hay sử dụng trong những cái bài quen thuộc và lặp đi lặp lại. Hoặc là ví dụ những trung tâm tiệc cưới cứ quen có một vài bài đấy là cứ thế bật đi bật lại thôi. Thì cái này là cô dâu chú rể nên lưu ý để nếu mà không thuê wedding planner hoặc là wedding coordinator thì có thể là phải lưu ý và để chọn nhạc để nhờ người đưa cho cái bạn chơi nhạc trong cái lễ cưới của mình. Exit. Xem các cái bộ phim ở nước ngoài đi thì sẽ thấy là cái cảnh cô dâu chú rể sau khi làm lễ xong trong nhà thờ thì cùng nhau đi ra khỏi nhà thờ và dưới sự chúc mừng của tất cả mọi người tung hoa các thứ đúng không, xong rồi chạy trên những cái bậc tăng cấp đi xuống và lên xe ô tô và đi cùng nhau đi ra khỏi cái chỗ đấy. Thì đấy chính là exit, tức là cái khoảnh khắc mà cô dâu chú rể rời khỏi cái lễ đường, rời khỏi cái nơi tổ chức tiệc cưới. Receptioner. Receptioner có nghĩa là cái những cái âm nhạc giai điệu được chơi trong cái thời điểm mà cô dâu chú rể thực hiện cái phần exit. Rehearsal có nghĩa là cái diễn tập cho đám cưới. Cái này là một cái mà với những cái tiệc cưới lớn ấy thì gần như chắc chắn là bắt buộc là phải có cái phần rehearsal này. Còn với những cái tiệc nhỏ hơn bình thường ấy thì tốt nhất là trước khi tiệc cưới diễn ra ấy, cô dâu chú rể cũng nên thực hiện cái phần rehearsal để có thể đảm bảo là cái tiệc của mình có thể diễn ra một cách trôi chảy nhất và không có vấn đề gì xảy ra. Còn đặc biệt là với những tiệc cưới lớn ấy thì vì cái phần chương trình của nó phức tạp, rất nhiều cái tiết mục diễn ra rồi phải khớp giữa các phần chương trình với nhau, khớp với âm nhạc đến từng giây một, thành ra là cái phần rehearsal này rất là quan trọng. Chain có nghĩa là cái phần đuôi váy dài của cô dâu. Đối với những cô dâu công chúa hoặc những cái tiệc cưới lớn mà muốn có một cái điều thật là bất ngờ hoặc là trông thật là ấn tượng gắn liền với hình ảnh cô dâu, có thể nghĩ đến một cái váy với cái đuôi váy trên này thật là dài, có thể dài đến vài mét thướt tha trong quá trình di chuyển cô dâu đi lên cái sân khấu. Nhưng mà mọi người cũng lưu ý là với cái này thì là người đi theo để hỗ trợ cô dâu trong cái quá trình di chuyển cũng như là xoay trở các thứ thì khá là phức tạp. Trial là dùng thử hay là thử nghiệm, tức là một khái niệm mà đặc biệt là hay sử dụng trong cái lĩnh vực make up. Thì đối với những cái bạn cô dâu hoặc mẹ cô dâu ấy, trước khi làm đám cưới thì bao giờ thường cũng phải đến làm make up test thử trước khi chính thức make up chính thức cho lễ cưới. Ngoài ra thì với những phần trang trí như ví dụ như trang trí hoa cho tiệc cưới và những tiệc cưới lớn ấy, thì cũng có thể làm một cái phần decor nhỏ với hoa để xem trước về cái tông màu rồi cách sắp xếp bố cục hoa với nhau xem có phù hợp không. Usher. Usher là người hướng dẫn và hỗ trợ trong tiệc cưới, có thể là người hướng dẫn khách mời các quan khách để đi vào ngồi đúng vào bàn của mình, rồi cũng có thể là hướng dẫn giúp đỡ các quan khách trong quá trình sử dụng tiệc cưới. Veil
là cái voan cài đầu của cô dâu. Cái này là một cái rất là quan trọng với cô dâu, cũng tương tự như là váy cưới và bộ bó hoa cầm tay. Walk through, tức là những cái khái niệm mà liên quan đến việc khảo sát cùng nhau, khảo sát cái địa điểm trước khi tổ chức lễ cưới, và để xem là tất cả mọi thứ từ không gian đến decor rồi là âm thanh ánh sáng hoặc là tất cả những cái khác liên quan liệu có phù hợp với cô dâu chú rể hay không, trước khi có thể đi đến cái quyết định là ký kết hợp đồng cho đám cưới. Và cuối cùng là wedding planner, là cái người mà sẽ đứng ra lo toàn bộ cái tiệc cưới cho cô dâu chú rể từ khi bắt đầu có ý tưởng cho đến khi kết thúc tiệc cưới, là một người mà có kiến thức tổng quát và lo từ những cái thứ chi tiết nhỏ nhất cho đến tổng thể decor cũng như là mọi cái liên quan đến tiệc cưới. Rồi trên đây là mình đã chia sẻ những cái thuật ngữ chuyên môn ở trong đám cưới để mọi người có một cái hiểu biết tương đối là cơ bản. Nếu mọi người có những cái thắc mắc hoặc là có cái thấy mình có cái gì đấy cần phải trao đổi thêm thì có thể comment ở phía dưới. Mọi người cũng có thể thấy là cái việc phát âm của mình cũng nhiều từ là chưa được chuẩn hẳn, thì là vui lòng cho mình biết và góp ý cho mình để mình có thể cải thiện nhé. Cảm ơn mọi người.